Bệnh nhân này là một trong những điển hình của người bị tác dụng phụ sau khi sử dụng phương pháp nội tiết để điều trị căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Mặc dù các tác dụng phụ không quá nặng nề và phức tạp, song do lo lắng và tuân thủ theo dặn dò của bác sĩ, nên ông đã thông báo và tới viện để thăm khám điều trị. Và đây cũng là tình trạng chung của nhiều bệnh nhân khi điều trị, đặc biệt là những người có tác dụng phụ sau khi sử dụng thuốc nội tiết. Lần đầu tiên thì người nó hơi mệt, sau độ vài ba ngày thì nó đỡ dần. Thế nhưng chả thấy gì cả. Nhưng mà chỉ có cái là do cái bệnh của bác là nó nặng, nó ăn vào xương rồi. Thì nó các cái xương sườn, xương giếc rồi. Thường người ta chụp xạ hình xương, người ta phát hiện thì nó đau ở cái mức độ mà mình vẫn chịu được. Thế thì cũng có kỳ này thì nó hơi phù một tí. Thế mà cũng có kỳ ăn uống nó kém. Tôi thấy là như vậy, là thứ nhất là kém ăn, thứ hai là như vậy là sau là thỉnh thoảng là nó cứ đau hết toàn bộ thân thể này, xong rồi nó lại thôi, nhưng mà nó là đau toàn bộ thôi chứ còn đi lại vẫn đi lại được. Đấy. Còn như vậy thấy là hiện tượng nổi bật rụng tóc, đấy. Với lại ăn thì không kém, không nên ăn. Theo các bác sĩ, nội tiết là phương pháp dùng những thuốc chống lại sự hoạt động của androgen và sự tăng sinh của tiền liệt tuyến, bao gồm nội tiết tố và những chất không phải nội tiết tố. Ung thư tiền liệt tuyến được cho là phát triển phụ thuộc nội tiết tố nam. Do vậy, làm giảm hoặc triệt tiêu nội tiết tố nam sẽ làm các tế bào ung thư phụ thuộc nội tiết bị chết. Tuy nhiên, trong quá trình này cũng sẽ phát sinh những tác dụng phụ không mong muốn, khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi. Một số thuốc ảnh hưởng đến thay đổi cái chuyển hóa, thay đổi các cái chuyển hóa về muối khoáng và các cái nội tiết khác nữa, thì nhìn chung là sẽ biểu hiện như mệt mỏi này, giảm khối cơ, và một số các cái thuốc có thể gây ra những triệu chứng tác dụng phụ trên gan, chức năng gan, hoặc là những cái rối loạn về tăng huyết áp, mạch, vân vân. Khi mà điều trị nội tiết mà giảm các hormone sinh dục như vậy thì nó còn có thể ảnh hưởng tới những cái chuyển hóa về các cái chuyển hóa khác, thậm chí là có thể là loãng xương, thì người bệnh cũng phải được chăm sóc và bổ sung chế độ, ví dụ như là uống thêm canxi, vitamin D vân vân. Cũng theo các bác sĩ, để giảm những tác dụng phụ không mong muốn, tùy thuộc vào liệu trình và thể trạng của mỗi người bệnh, các bác sĩ sẽ có hướng theo dõi điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, cũng có thể áp dụng phương pháp điều trị nội tiết ngắt quãng để giảm tác dụng phụ, cải thiện chất lượng sống cho từng người bệnh. Người bệnh phải có cái chế độ ăn, chế độ luyện tập phù hợp. Cái thứ ba là phải thông báo với thầy thuốc những cái thuốc mà mình do cái bệnh lý kèm theo cùng sử dụng, và chúng ta không tự ý sử dụng các cái loại thuốc mà không rõ nguồn gốc hoặc là không thông báo cho bác sĩ điều trị của mình. Thế còn ngoài ra thì những cái tác dụng phụ khác do giảm cái hormone sinh dục nam ấy để nhằm cái mục tiêu điều trị, thì người bệnh cũng phải được thậm chí là chăm sóc tâm lý. Người bệnh sẽ không tự ý sử dụng các cái thuốc mà không thông báo cho bác sĩ, để cho bác sĩ nắm được sự tương tác của thuốc, nhất là các cái thuốc gây độc cho gan và chuyển hóa tại gan. Thì người bệnh phải có cái chế độ ăn, chế độ luyện tập thích hợp, ví dụ như là có những cái bài tập người ta gọi là những bài tập đối kháng để tăng cái khối cơ lên. Thì những cái triệu chứng, những cái đó thì mình phối hợp rất là chặt chẽ với bác sĩ để mà khắc phục những cái tác dụng phụ do điều trị nội tiết gây ra. Trên thực tế, cũng như bất kỳ một biện pháp điều trị ung thư nào đều có những tác dụng phụ không mong muốn. Điều quan trọng là người bệnh cần phải tuân thủ theo đúng phác đồ và hướng dẫn theo dõi của bác sĩ. Khi thấy có những biểu hiện bất thường về sức khỏe trong quá trình điều trị, cần phải thông báo ngay để bác sĩ có kế hoạch điều chỉnh phác đồ, đảm bảo an toàn và điều trị hiệu quả.